Thúy Ly phụng sự kính mời quý vị tham dự Pháp hội Mạn Đà La Quán Âm, an bình nội tại, chuyển hóa nghiệp chướng, cứu độ vong linh. Mạn Đà La này như là cái nhà của Đức Quan Bồ Tát. Cái điều thứ nhì đó là cái Mạn Đà La này đó là cái nhà của vong linh, và mình thích mời vong linh nhập đàn để được giải